Chào các bác nhá. Chào mừng anh em quay lại với lại YouTube của shop Tân Ánh Ngọc Ánh nhá. Chuyên về dụng cụ làm vườn này, kéo cắt cành, kéo ghép cành, dụng cụ nuôi ong này. Hôm nay giới thiệu cho các bác một lô hàng mới, đó là lô hàng kéo cắt cành trên cao. Kéo cắt cành trên cao các bác nhá. Đó là loại mẫu dài 4m và mẫu dài 3m. Thì anh em chúng tôi vừa mới lấy hàng về đây để cho các bác xem cụ thể về lô hàng mới này nhá. Các bác xem video vui lòng bấm vào nút đăng ký ủng hộ kênh nhé, bấm vào ủng hộ kênh để rồi các bác nhấn luôn cái chuông thông báo để các bác nhận những cái video mới nhất, thông báo về những video mới nhất mà không giới thiệu nhé. Đấy là hộp này là hộp mẫu 3m các bác nhé. Tôi sẽ lấy tiếp hộp mẫu 4m nữa. Hộp thân ánh nhé, đến từ Việt Nam cũng đến Bắc Giang. Giới thiệu luôn cho các bác về cái hình thức mua hàng. Các bác xem clip cảm thấy sản phẩm ưng ý thì các bác quyết định mua hàng, các bác liên hệ trực tiếp với số điện thoại trên màn hình. Hàng thì sẽ được gửi COD, có nghĩa là đến tận tay cho các bác. Các bác nhận hàng, bóc ra xem và kiểm tra đúng như hình ảnh và shop giới thiệu, như tôi giới thiệu quảng cáo đây. Các bác nhận hàng và thanh toán tiền trực tiếp cho người giao hàng luôn nhá. Đấy, rất là đơn giản. Thế đây là cái mẫu này là mẫu 4m nhá. Mẫu 4m. Bây giờ cho các bác xem cụ thể nhé. Bác có thể nhé, cái này như là có đặt ở trên kho nhé. Thì là cái đặt này nó là cái phiên bản mới. Phiên bản mới nó chắc chắn hơn đấy, nhưng mà tôi cũng chưa nắm được cụ thể là nó như thế nào. Nó không phải là phiên bản mới. Cái mẫu này là mẫu hàng đặt riêng rất lâu rồi. Cái than lên cái này rồi mới làm xong nhé. Cái này là hàng đặt trực tiếp từ bên Trung Quốc các bác nhé, đặt từ bên xưởng sản xuất rồi lại vận chuyển về nên mà nó hơi nâu. Đây này là cái mẫu 3m này, xem đúng hàng tôi cần không này. Rồi ok, đúng cái mẫu tôi đặt nhé các bác nhé. Đúng mẫu tôi đặt là cái mẫu gọi là bút tít que này. Đấy. Cái này thì rất là cực kỳ. Để sau tôi cho các bác xem cụ thể. Để tôi sẽ bóc nốt hộp 4m này nào. Nếu mà đúng cái mẫu này thì ok rồi nhé. Không phải xin nữa. Cực kỳ chất luôn. Hàng này gọi là hàng Trung Quốc các bác nhé. Còn có thêm một hàng nữa gọi là hàng Đài Loan. Đối với cái mẫu mà gọi là hàng Đài Loan đấy thì nó chỉ có cái mẫu 3m thôi, nó không có 4m đâu. Mà giá tiền của nó thì rất là cao. Giá tiền của nó lên tới 850.000 một cái. Cho 850.000 một cái. Thế còn đối với cái mẫu này thì là cái mẫu 4m này này. Mẫu dài 4m này thì giá của nó là 550.000. 550.000. Thế còn cái mẫu dài 3m thì giá của nó là 500 các bác nhé. Hình như giá là 450.000 hay 500 rồi đấy, tôi không nhớ kỹ. Mà cái lô hàng này, lô hàng tôi đặt theo ý của tôi thì nó sẽ đắt tiền hơn là cái lô hàng trước đấy. Nhưng mà đấy là giá ra sơ sơ như vậy các bác nắm được. Thế còn mọi thông tin chi tiết thì các bác cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại đi, sẽ nhận được sự tư vấn của anh em bán hàng shop nhá. Đây là cái mẫu 4m. Rồi tuyệt vời. Tôi thấy nó giống môn kia đấy. Rồi ok, đúng hãng này luôn. Đây, hãng này là hãng tôi đặt riêng nhé. Còn những lô trước là nó sẽ không phải là hãng này. Đấy, không lấy được hãng này đặt rất là khó. Xưởng nó là sâu hơn. Đấy. Thì đây tiện thể tôi cầm cái 4m, tôi giới thiệu cho các bác luôn cái mẫu 4m này. Cái này thì các bác lưu ý này, khi nó vận chuyển nó bị dập vỡ một chút thì không ảnh hưởng nhé. Các bác có nhận được hàng mà nó bị vỡ một chút cái bóng này không sao nhé. Đấy, tôi bóc luôn để cho anh em cùng xem. Cái này chỉ là cái gọi là bao bì nó bọc cái lưỡi thôi. Đấy. Đây là cái lưỡi cưa đi theo này. Cái cưa đi theo này. Đối với cái mẫu này nha các bác này. Cái mẫu bút tít que này. Mẫu này thì nó cực kỳ là dày. Đấy, cực kỳ là dày. Đây. Đây. Cụ thể này các bác nắm được này. Đây là cái lưỡi cưa này. Cái cưa này thì rất là chắc chắn rồi. Đây là về lưỡi nhá. Bác lưỡi thấy nó rất là dài. Lưỡi dài này, nó có cả cái gáy để cần thiết các bác giật. Đây, giật này. Còn phía chuôi này.
đây. Nhạc khóa đây. Đấy. Nó rất là nhanh. Em quay cụ thể này. Đây các bác thấy không? Cái bản lưới cực kỳ là dài, to. Các bác cắt cái này rất là khỏe ạ. Cả cái tay kéo này, cái dây kéo này cũng rất là chắc chắn này. Hàng này thì yên tâm, hàng này thì nó ngang với hàng Đài Loan rồi, không thua kém thì hàng Đài Loan bao nhiêu hết. Đây. Rất là nhạy này. Đấy. Và thứ hai là cái kẹp quả này nhá. Cái kẹp quả này thiết kế rất là tinh tế, nó bằng cái lò xo này. Đấy. Đây này. Ai da chà. Bén đấy. Sờ tí là đã muốn đứt tay rồi. Đây, nó có độ hãm này. Đấy, độ hãm này. Khi các bác kẹp cái lưỡi này xuống thì cái này nó sẽ ghì lên để nó giữ cái cuống, để giữ lại quả nha các bác nhé. Giữ lại quả, giữ lại cành. Đây, lấy hoa quả từ trên cao xong thả xuống này. Cái này này. Nó tì khá là căng đấy. Đấy. Đây, để hở ra khe này để nó giữ cành ở khe này. Đấy. Lưỡi kéo này cực bén, cực chắc rồi. Thế còn và cái ống nhôm này nhé. Đây. Ống nhôm này cũng rất là dày. Đây, cái này các bác quay này các bác khó thấy, nhưng khi các bác nhận được thì các bác sẽ thấy được độ dày này nó phải đạt khoảng hơn 1 ly đấy, hơn 1 ly luôn đấy. Nói chung là nó dày rất là nhiều, dày ngang mới kéo này luôn. Nước sơn rất là đẹp. Còn phía tay cầm dưới này nhé. Đây, phía tay cầm dưới này. Tay cầm dưới này nó vẫn là bằng kim loại này. Nó bằng kim loại. Và cái khóa của nó thì bằng nhựa. Cái khóa này nhiều khi cũng không quan trọng lắm. Mình cắt thì mình bóp mình giữ thôi. Cái khóa này thì cũng không cần thiết lắm. Đấy. Thì cái này như tôi nhận xét ấy, nó chỉ có thua kém cái hàng Đài Loan ở cái chỗ là cái khóa này nó bằng nhựa đây này. Cái khóa đỡ này bằng nhựa này. Còn hàng Đài Loan thì khóa đỡ nó bằng kim loại luôn. Thế còn về độ dày, độ chắc, độ nhạy thì nó không thua kém hàng Đài Loan một chút nào nhá. Và nó lại có cho mình cả cái mẫu 4m. Và giá thì rất là hợp lý cho các bác dùng. Ví dụ như là cây này là cây dài 4 mét này. Cây dài 4 mét này thì giá có 550 thôi. 550 bao phí ở trên nhà. Đấy, rất là nhạy nhá. Và chia sẻ thêm cho các bác này. Để cái kéo thì quan trọng nhất là cái khớp này. Để quan trọng nhất là cái khớp này. Khớp này nó phải chắc chắn. Khớp này là khớp làm rất là im. Để mình tự mình tháo ra đã khó rồi, không phải nói gì nó bật, nó cực kỳ là im luôn. Cái con ốc hãm này nó nằm ở góc này luôn, không có khả năng tuột luôn. Muốn xoáy được con ốc hãm này thì mình phải đục cái chốt này ra, để mình lấy cái đỏ này ra này thì mình mới đưa tô vít vào mình xoáy con ốc hãm này được. Thế nên ra là cái hệ thống nối giữa hai ống này ấy là cực kỳ chắc rồi, rất là êm rồi. Nhưng nói chung là cái này là hàng giá trung bình, mà đặt được đúng cái hàng này thì là các bác yên tâm là về cái chất lượng. Nhưng còn hàng Đài Loan thì nó đắt tiền hơn thì đương nhiên nó phải hơn rồi. Nhưng mà cái mẫu đó hơi khó nhập và nó chỉ có cho 3 mét thôi, không có cho 4 mét. Và trong cái đó các bác có nhu cầu 4 mét rất là nhiều. Đó. Đây là cái kéo bắt cày 4 mét nhé. Đây cho các bác xem sơ cái 3 mét. Đó. Cái này cái 3 mét này. Hàng cực kỳ là chất. Nói chung là ống nhôm này rất là dày. Cái này nó thiết kế rất là tinh tế cho mình này. Ví dụ như là mình cầm cái ống cao su này mình đưa lên. Ở cái lưỡi kéo trên kia mình có thể mình xoay. Mình xoay tay này cho cái lưỡi kéo nó phù hợp để mình cắt nhé. Đây, tôi bóc cái này ra cho các bác xem luôn. Và cái lưỡi, cái phần lưỡi trên này, giữa 3 mét và 4 mét là nó không có sự khác biệt. À trời trời, tôi bị mắc cái ghim rồi. Không có sự thay đổi về lưỡi to hay lưỡi nhỏ á. Nhé. Nó đều là lưỡi to, lưỡi bản bén như vậy hết. 3 mét hay 4 mét nó chỉ khác nhau về chiều dài này thôi. Chiều dài của cái kéo mà khi mình rút hết cỡ thôi. Đấy. Đây. Đây các bác vẫn thấy này. Lưỡi rất là bén. Và bản của lưỡi rất là dài. Đây, bản lưỡi cực dài luôn này. Nhá. Và có cả cái gáy này nữa. Cái gáy này giúp mình có thể mình giật. Mình giật được nhé. Cần thiết mình giật mình rung ấy, khi các bác mà những cái quả chín mà nó muốn nó rung ấy thì mình móc vào cái cành mà mình kéo xuống mình rung mình giật. Đấy mà các bác nhìn thanh lưỡi này, thanh kéo lưỡi này cực kỳ dày, nói chung là rất là chắc chắn nhé. Đấy, thanh kéo lưỡi này tí này. Đấy. Thì đối với cái mẫu này thì đảm bảo cho các bác là nhận được hàng thì hoàn toàn là ưng ý, không phải chê điểm gì hết nhé.
rất là ok luôn. À, cái khung này cũng rất là dày, cái nhôm rất là dày nhé, chắc cực kỳ. Đây, mẫu 4 mét là 550, còn cái mẫu này mẫu cũ ấy, mẫu 3 mét cũ ấy là 450, nhưng mà đối với cái mẫu mới này ấy, thì nó sẽ đắt hơn 30.000 đấy, nó là 480 các bác nhé, 480.000 cho cái mẫu kéo 3 mét này, cực kỳ chắc chắn luôn. Rồi xin cảm ơn các bác nhé. À, các bác quan sát kỹ sản phẩm nhé, tôi quay rất là kỹ. Các bác ok chốt mua hàng thì liên hệ trực tiếp với số điện thoại của shop nhé. Nhận hàng có quyền bóc ra xem và kiểm tra hàng ngon nhẹ như này, không bị vỡ, không bị móp, không bị dập trong quá trình vận chuyển thì các bác nhận hàng. Còn gặp những cái rủi ro ví dụ như là móp bị bẹp thì các bác có thể là từ chối đơn hàng đấy, là shop sẽ có trách nhiệm gửi cho các bác đơn hàng mới nhé. Rồi xin cảm ơn, hẹn gặp lại các bác trong clip sau nhé.